Tuyện, thanh. câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2022. Trong đó sẽ xử phạt hộ gia đình cá nhân không phân loại rác tại nguồn. Phân loại rác tại nguồn có rất nhiều lợi ích như góp phần tiết kiệm được tài nguyên giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm chi phí thu gom, dẫn chuyển, xử lý, mang lại lợi ích cho cả chính phủ nguồn thải từ việc tận dụng phế liệu tái chế. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều hộ dân chưa hiểu rõ các lợi ích này nên không phân loại rác tại nguồn. Làm thế nào để người dân có thói quen phân loại rác tại nguồn? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tiện và Lợi của tác giả Hoàng Tân qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên. Thanh Thúy dài Bảy Loa, Tường Duy dài Vũ, Hữu Phúc dài Chú Úc Hải, Kim Liên dài Cô Hồng, Quang Yến đọc lời dẫn. Biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn 7 giờ sáng tại khu dân cư Vũ đang ngái ngủ Bỗng nghe tiếng loa gian lên Alo, alo, thông báo, thông báo Nhà nào không phân loại rác sẽ bị phạt nặng Rác có hai loại Rác có mùi với rác không mùi Rác bán được với rác không bán được Ai mà muốn biết rác nào bán được Thì tối nay tới nhà tôi Tôi làm gia sư Tôi dạy cho phân loại rác và kiếm tiền nha bà con Alo, alo Trời ơi Đang ngủ mà bà bẫy rác alo Rùm trời hết trơn nha. Bực mình ghê Chủ nhật bà không cho người ta ngủ thêm chút xíu nào hết trơn à Nè, ở không lắm hả Mới sáng mà vác cái thùng loa kéo kéo đi tùm lum khắp xóm Rồi còn đòi làm gia sư người ta nữa Nè, anh Vũ Em là bẫy loa Chứ không phải bẫy rác nha Mà cho dù là bẫy rác anh cũng không có được khi dễ cái nghề thu gom rác nha không có họ thì rác nhà anh ngập đầu ngập cổ anh sống trên đống rác á chứ không phải sống ở trên đống vàng đâu à kệ tôi miễn tôi không đi phá làng phá sớm phá với cũ củ của người ta thôi nhìn đi mặt trời lên cao tám thước rồi mà còn ngủ làm biến quá trời cha nội coi đó rác rến đầy sân à hồi tối hôm qua chắc nhậu dữ lắm hen nên rác mới cỡ này chứ vậy mà ngủ được à, hay thiệt Nè, chị làm gì vậy? Thì phụ lửa rác ra giùm anh Chứ anh để bậy hay như vậy Nhà ngay mặt tiền nữa Mất mỹ quan quá Nhà này bà bán một đố ai dám mua à giống mùa. Trời đất ơi, mới sáng sớm mà chị nói cái gì bán nhà hả? Đi về ngay, tôi không cần chị dọn rác đâu <laughs> Thấy mấy cái vỏ lon bia tính vô hốt về bán dây chai hả? Trời ơi, anh nhìn em đi Thấy cái mặt em có chữ ham tiền không? Trời đất ơi, giúp giùm cho nhà cửa sạch sẽ Mà nói em lấy lon bia của anh bán gì chai hả? Chán ghê Để đó tôi làm, không ai mượn Trời ơi, cái gì mà mới sáng sớm là chú đã nghe tiếng hai người cãi nhau ẩm tỏi vậy Anh Vũ, sao anh nhét hết đống rác này vô cái bịch xốp đen vậy? Phải lựa rác riêng ra Rác có mùi để riêng, rác không mùi để riêng Anh dồn vô một bịch xốp như vậy, có ngày bị phạt bạc triệu à nghe. Chú thấy chưa? Bà này mở miệng ra nói câu gì cũng thấy ghét à. Mới sáng là bà qua đây kiếm chuyện rồi. Nào là đóng rác trình in, nhà ở dơ bán không có ai mua. Bây giờ con hốt rác, đổ vô bịch xốp chứ đâu có bỏ vô nhà bà. Mà bà nói con bị phạt. Thì nó nói đúng mà. Rồi, chị bị rác với chú Út Thải á, đúng là trời xanh một cặp rác thải mà. Hèn chi bà nói cái gì á, chú cũng nói bà đúng hết á. Ê, Chú là Út Hải, chứ không phải là Út Thải nha mày. Tự nhiên bay cáp đâu kỳ cục vậy. Con Bảy nó nói đúng thì chú khẳng định là đúng. Bởi rác thải sinh hoạt trước khi mà cho xe rác thu gom á, thì bay phải phân loại ngay tại nhà bay. Để dùng cục như vậy, có ngày bị phạt đó nghe con. Thôi, 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 thôi. Còn xá chú Út á, để đóng rác này tại chỗ đi. Lát nữa vợ con về nó làm. Rác mà hai ông bà làm với vàng, ngồi đó đãi rác tìm vàng có đó rác là vàng mà bộ anh không biết sao trời tụi nó chơi mà chị tưởng thiệt hả người ta thì đãi cát tiệm vàng còn hai ông bà kêu tôi đãi rác tìm vàng chuyện khó tin mà có thiệt nha có đó vũ ở bên indonesia có chương trình đổi rác lấy vàng đó ý chị hồng vô đây vô đây anh vũ ngang quá trời quá đất rác mà ổng không phân loại ổng đổ hết vô bịch xốp em với chú út nói á mà ông nói em hù, không lựa rác ra là bị phạt phải không chị? đúng vậy. sao ngộ vậy ta? tôi nói gì cũng sai mà hai người này nói gì cũng đúng là sao? bây giờ lại nghe chị hồng nói đổi rác lấy vàng có thiệt không chị hồng? nè chị hồng là chủ tịch hội phụ nữ xã mình nên không có chuyện mà nói chơi được nghe. ờ à, mới sáng chị hồng đi đâu sớm vậy? Thì chị đi kiếm em để hỏi cái vụ nhờ em mời chị em phụ nữ đi họp để hội họ phụ nữ hướng dẫn chị em phân loại rác tại nguồn tới đâu rồi. Xong hết rồi. Sáng giờ em kéo cái loa kẹo kéo này đi khắp hang cùng ngõ hẻm thông báo cho bà con tối nay lại nhà em học phân loại rác tại nguồn. Vậy mà tôi nghe bà rào tối nay tới nhà bà, bà làm gia sư. Nổ thì ghê. Dạ mời chị Hồng vô nhà uống uh, cà phê. Rồi kể cái vụ đổi rác lấy vàng ra làm sao Tôi nghe mà sốc quá Vũ biết không Năm 2019 á Ở bên Indonesia có chương trình đổi rác lấy vàng Do ngân hàng tái chế Wijaya Kusuma đưa ra Nhằm giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường Người dân á, khi mang rác tập kết tại đây á Sẽ được ghi vào sổ như là Gửi tiền tiết kiệm vậy đó Trời ngon quá vậy hả Hồng Rồi được nhiều vàng không bay Dạ, tùy số lượng và lỗ rác đó chú người dân sẽ được ghi nhận số tiền tương ứng để đổi lấy vàng. Thí dụ như là 70 kg lon nhôm tương đương 4.500 lon rỗng thì đổi được 1 gram vàng. Khi đủ số tiền tương ứng 5 gram vàng, họ sẽ được rút số vàng này ra. Ngon vậy hả? Tôi mà ở bển à, tôi sẽ uống bia lon dài dài rồi lấy lon bia đổi vàng. À, rồi anh lấy vàng đó, anh đi trị ung thư gan luôn. Bà không nói thì thôi, hãy mở miệng ra y như lời chọc kim vô họng người ta vậy người ta làm như vậy á để mình lựa rác ra biết chưa con bởi rác là vàng là tiền là tài nguyên là của cái đó nếu mà mình lựa rác ra như lon bia tái chế lại á thì đỡ tốn tiền mua nhôm rất nhiều nước á coi rác là nguồn tài nguyên vô tận đó các nhà khoa học nghiên cứu lấy lại tất cả những gì còn giá trị từ những thứ rác bỏ đi như là rác thải hữu cơ được sử dụng làm phân bón vi sinh họ biến lưới đánh cá cũ thành thảm lót sàn lấy chai nhựa phế thải làm đường chạy xe đạp bồn rửa mặt vật liệu xây dựng vậy đó mà anh vũ tính đem đổ ra bãi rác nguyên bịch rác này không có à nghe tôi lựa lon bia ra để đổ vàng đó <laughs> ở bên nhật bản họ có chiến dịch thu thập các thiết bị và đồ điện tử đã qua sử dụng để lấy ra vàng bạc và đồng từ các linh kiện điện tử cũ hay là smartphone rồi đúc ra thành huy chương cho Olympic Tokyo 2020 đó ngàn vũ. Ủa, chú cũng biết cái vụ đó nữa hả? Đúng vậy đó, để tiết kiệm tài nguyên, các quốc gia đang tìm mọi cách để biến chất thải, rác thải của ngành này sẽ được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào của ngành khác trong một dòng khép kín. Hạn chế tối đa tạo ra chất thải, thu hồi tối đa nguyên liệu thô có giá trị. Họ chỉ đốt các chất thải còn lại để tái tạo năng lượng. Anh nghe chưa? Rác thải mà người ta tái chế thành đồ dùng xài được. Vậy mà anh dục bỏ là dục tiền đó nghe. Họ còn áp dụng công nghệ xử lý nước thải, khí thải để tạo ra phân bón khử trùng mà vẫn giữ lại các vi sinh vật vô hại. Nước thải sau khi lọc các quá chất và xử lý được tái sử dụng cho nông nghiệp, chỉ một tỷ lệ nhỏ rác thải không xử lý được nữa mới đem ra bãi rác tức là bãi rác sẽ ít rác không có núi rác như bên mình vậy là mình nghèo mà xài sang đồ tái chế xài được mà đem đổ vô bãi rác đúng vậy đó khi mà nguồn tài nguyên thiên nhiên đang bị cạn kiệt dần á thì rác thải được xem là một loại nguồn tài nguyên quý giá mà con người có thể tái chế tái sử dụng nhưng mà cái nguồn tài nguyên này tại nước mình thì lại đang bị lãng phí đó lãng phí là phải rồi như vỏ trái cây, thức ăn thừa, rau cải không còn sử dụng, mình gom lại để riêng ra ủ thành phân bón vườn cây, xài nó đỡ tốn tiền mua phân urê mà lại tốt hơn phân hóa học. Còn các loại rác tái chế được như là giấy, các tông kim loại như là khung sắt, máy tàu hỏng, lon bia hay là các loại nhựa, nếu mà đem đổ ngoài bãi rác cũng là đem đổ tiền, vì mấy thứ này có thể tái chế lại được mình chỉ bỏ ra ngoài bãi rác đồ không thể tái chế như là sành sứ bể quần áo cũ pin à, ác quy hay là các sản phẩm hóa chất nếu trước khi đổ rác mình tập thói quen lửa rác hữu cơ để riêng rác tái chế được để riêng rác không tái chế được để riêng thì mình vừa tiết kiệm tiền nhà nước đỡ tốn tiền mua đất làm bãi rác tiết kiệm chi phí thu gom vận chuyển xử lý lại đỡ ô nhiễm môi trường nữa coi như nhà nước và người dân đều có lợi. Vậy là rác hữu cơ mình làm phân bón, còn rác tái chế được mình bán dây chai. Được nha. Ủa, mà nói nãy giờ tôi đâu có biết rác hữu cơ là làm sao đâu. Để chị hướng dẫn cụ thể nè, mình phân ra hai loại rác, rác dễ phân hủy và rác khó phân hủy. Rác dễ phân hủy còn gọi là rác hữu cơ, như là rơm, rạ, thân, cành, lá cây, bả mía, thức ăn thừa, rau củ quả, còn mà rác thải khó phân quỷ thì được chia làm hai loại. Đó là rác tái chế và không tái chế. Rác tái chế là các loại rác có thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp hoặc là chế biến lại như là giấy, các tông, kim loại, các loại nhựa. Còn lại các loại rác không tái chế là phần phải bỏ như chú nói hồi nãy đó. Đó là ly tách bể nè, gỗ đá nè, gạch bể nè, xà bần nè, Vậy đâu có gì khó. Mình lựa riêng ra rác hữu cơ, mình ủ làm phân. Rác tái chế mình để bán dây chai. Còn rác không tái chế được thì mình đổ bỏ. Dễ mà. <laughs> Nói thì dễ, mà làm thì khó rồi nha. Làm biến như anh chắc khó tập được thói quen lựa rác à. Bởi vậy anh mà không phân loại rác tại nhà mà đem ra đổ thì phạt nặng nó ngang. Nữa, hù nữa. Em Bảy không có hù vũ đâu. Chính phủ vừa có nghị định 45 trên 2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2022, trong đó sẽ xử phạt hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Phạt tới bao nhiêu lần, chị Hồng? Nếu vi phạm, sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng còn dứt thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng cũng bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đó. Còn phạt như vậy mới nặng đây nè. Nếu mà dứt thải, bỏ rác thải trên dĩa hè lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hay đổ nước thải không đúng quy định ở trên dĩa hè lòng đường phố hay thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao, hồ, kênh, rạch, sông, suối, biển thì bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. À, Nghị định cũng có mức phạt khá nặng đó, là từ 20 đến 25 triệu đồng đối với hành vi không phân loại tại nguồn chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định. Lần này mấy ổng phạt căng nha, ổng lửa rác tại nhà dân thì phạt tới 1 triệu, còn mấy công ty mà không lửa rác công nghiệp phạt tới 25 triệu thì phải mạnh tay mới được chứ. Nhất là chất thải rắn công nghiệp mà mấy ổng đổ tràn lan ra môi trường á, thì nguy hiểm dữ lắm. À, còn chuyện này quan trọng nữa nè. Tối nay họp, chị sẽ phổ biến một tin vui lắm. Vũ hay là bà xã nhớ tới dự nha. Tin gì nói trước được không chị Hồng? Là hội phụ nữ xã mình á, có tổ chức chương trình đổi rác lấy gạo. Cứ một ký rác tái chế sẽ nhận được một ký gạo. Trời ơi, Tinh nóng như vậy mà chị Hồng không nói sớm cho em biết. Để hồi nãy em alo cho bà con mừng. Chà, kỳ này hội phụ nữ mình sang nha. Đổi rác lấy gạo. Rồi từ từ mình lên đô. Đổi rác lấy vàng. hay chị Hồng? Phải phấn đấu như vậy thôi. Mình phải khuyến khích động viên mọi người có thói quen phân loại rác tại nguồn. Sẽ không làm lãng phí tài nguyên rác. Rồi góp phần tái chế rác. Như vậy á, giảm thiểu rác sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Kết quả là gia đình mình á sẽ khỏe mạnh vì được sống trong môi trường xanh sạch đẹp. Vậy là mình phân loại rác chính là vì sức khỏe gia đình mình. Giờ tôi thực hiện ngay, lửa rác liền nè. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Tiện và Lợi của tác giả Hoàng Tân. Đến đây, chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ, giờ này. Thân ái chào tạm biệt.